Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề là sản dịch sinh mổ bao lâu thì hết. Sản dịch sau sinh là hiện tượng sinh lý bình thường, tuy nhiên nó gây ra sự khó chịu cho chị em, nhất là khi sản dịch kéo dài. Sinh mổ bao lâu thì hết sản dịch là thắc mắc của nhiều mẹ bầu sinh mổ. Sau khi bé sinh ra và nhau được thoát ra ngoài, tử cung của người mẹ sẽ co lại tạo thành khối cầu an toàn. Tử cung co hồi tốt giúp khả năng cầm máu sinh lý, hạn chế được sự mất máu sau sinh. Những ngày tiếp theo, khả năng co hồi tử cung giảm đi. Tử cung ban đầu ta có thể sờ thấy ngay dưới rốn. Mỗi ngày sự co hồi khoảng nhỏ dần, khoảng là 1 đến 1,5 cm. Đến ngày thứ 13 thì tử cung co hồi nằm trong tiểu khung của người mẹ nên ta không sờ thấy nữa. Sau mỗi ngày tử cung co hồi là sự thoát chất dịch lỏng từ lòng tử cung ra ngoài theo đường âm đạo. Chất dịch từ lòng tử cung sau sinh người ta gọi đó là sản dịch. Sản dịch được cấu tạo bởi những mảnh vụn của lớp nội mạc tử cung, những cục máu đông nhỏ từ vết thương nuôi nhau thai bám, phần sót lại nước ối và những chất dịch tiết ra từ vết thương ở cổ tử cung âm đạo do sự sinh đẻ gây ra. Ra sản dịch sau sinh còn gọi là quá trình hậu sản. Hậu sản ở mỗi người biểu hiện khác nhau, có người ra nhiều, người ra ít, người ra dài ngày, người chỉ vài ngày là hết, tùy theo cơ địa khác nhau. Phụ nữ sinh mổ thường có sản dịch ít hơn sinh thường do tử cung được xử lý sạch trong quá trình mổ. Quá trình này thường kéo dài từ 2 tới 6 tuần. Trong 3 ngày đầu, sản dịch gồm máu loãng và máu cục nhỏ nên có màu đỏ sẫm. Sau đó sản dịch loãng hơn, màu máu nhạt dần, có màu hồng nhạt. Tiếp theo từ 7 đến 10 ngày sau sinh, trong máu sinh có mang một lượng tế bào niêm mạc nên có màu vàng nhạt và màu trắng còn gọi là máu sinh trắng. Và bình thường sản dịch không bao giờ có mủ, nhưng khi đi qua âm đạo, sản dịch mất tính chất vô khuẩn, có thể bị nhiễm các vi khuẩn như liên cầu, tụ cầu, trực khuẩn. Sản dịch có mùi tanh nồng, pH kiềm và nếu bị nhiễm khuẩn thì sẽ có mùi hôi. Thông thường trong vòng 20 ngày thì sản dịch sẽ ra hết, tuy nhiên một số ít sản dịch sẽ kéo dài đến 45 ngày. Sau thời gian này, trong vòng 1 tuần, chị em có thể thấy ra một ít máu đỏ tươi, đó là kinh non, một hiện tượng sinh lý bình thường do niêm mạc tử cung đã được phục hồi. Và nếu sinh mổ 1 tháng mà vẫn ra máu thì có phải là bất thường hay không? Nhiều thai phụ lo lắng khi sinh mổ hơn 1 tháng mà vẫn chưa hết sản dịch. Như đã nói ở trên, sản dịch thường hết trong vòng 20 ngày, có thể kéo dài lên đến 45 ngày nhưng trường hợp này rất ít. Nếu sau 6 tuần, sản phụ vẫn thấy ra sản dịch có máu kèm mùi hôi, sốt 38 đến 39 độ, bụng dưới căng tức thì nhiều khả năng chị em đã bị bế sản dịch. Đây gọi là tình trạng sản dịch vẫn còn trong tử cung. Tình trạng bế sản dịch rất nguy hiểm, vì vậy chị em cần đến bệnh viện để được khám và điều trị. Bế sản dịch sẽ đi kèm đau bụng nhiều, còn nếu chỉ dây dớp chút ít, có khi cảm thấy sạch, vài hôm lại còn xón chút huyết sẫm bẩn bẩn thì không sao nhé, tử cung đang dọn dẹp và làm sạch thôi. Và nếu có điều gì thắc mắc thì hãy inbox fanpage VMT Doctor để được tư vấn miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.